Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Miss tiêu tịch của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Indisputed. Thì cái chiếc vòng tay này nó sẽ mang tên của một show. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái phần nguyên liệu. Đó là dây này. Đầu tiên mình có cái dây cước co giãn này. Bạn sẽ cần chuẩn bị thêm cái phần kéo nhé, để mình sẽ cắt cái phần dây. Tiếp theo sẽ là cái phần hạt vòng cùng với cái phần chữ. Mình sẽ buộc cái phần dây này lại. Bây giờ thì mình sẽ ghép cái phần hạt vòng nhé. Mình sẽ chọn cái hạt vòng hình tròn. Hạt vòng xanh. Ba cái hạt vòng như này. Bây giờ thì mình sẽ ghép chữ undisputed, chữ U này. Chữ N này. Chữ Y. Chữ S. B. Chữ U. Chữ T.
E. Chữ D. Bây giờ thì mình sẽ sâu cái vòng. Chữ D.